Bỏ gái nghèo lấy gái giàu. Mình dừng tay ăn chút bánh cho đỡ đói. Mình ăn đi, bánh sáng tay em mới làm xong đấy. Bánh mình làm vẫn là ngon nhất, cảm ơn mình. Mình này, dạo này mùa màng thất bát quá. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu chúng ta cứ trông chờ mãi vào khu vườn này thì sẽ chết đói mất thôi. Anh định đi làm ăn xa một chuyến. Hôm trước, anh Năm rủ anh lên huyện làm thuê. Nghe nói trên đấy họ trả công cao lắm. Mình nghĩ sao mình? Nhưng em e đường xá xa xôi, đi lại vất vả, em sợ mình sẽ đổ bệnh mất. Ở nhà thì cả hai vợ chồng mình cũng sẽ chết đói thôi. Anh quyết rồi, đợi khi anh làm ăn khấm khá rồi sẽ về đón mình. Lúc đó mình chỉ việc ngồi mát mà hưởng thụ thôi. Anh đi đây, mình cố gắng chờ tôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, vợ chồng mình sẽ bớt khổ mà. Mình đi cẩn thận. Mình cầm mấy chiếc bánh này đi ăn cho đỡ đói. Mình đi đường nhớ cẩn thận nhé. Không bánh nào ngon bằng bánh vợ làm. Cứ hễ ngửi thấy mùi bánh này, anh sẽ nhớ tới mình. Anh sẽ cố gắng vì tương lai của vợ chồng mình. Mình ở nhà cũng phải cẩn thận. Đợi anh nhé. Em sẽ chung thủy và đợi mình về. Cho dù xa nhau, nhưng lòng em vẫn luôn ngọt ngào, đậm đà như bánh. Mình hãy luôn nhớ điều đó nhé. Được rồi, ngươi xuống bếp đi, sẽ có người hướng dẫn ngươi công việc cụ thể. Yên tâm, ở với ta, nếu chăm chỉ thật thà, ta sẽ không để ngươi bị chết đói đâu. Dạ vâng ạ, con đội ơn ông ạ. Dạ, chào cô. Thưa cha, chàng trai đó là ai đấy ạ? À, người phụ bếp mới của nhà ta đấy, nhìn cũng cao to đấy chứ, chắc hắn sẽ làm được việc đây. Phụ bếp mới ư? Ôi, chàng thật khỏe. Vậy uống thuốc nào chàng ơi. Ấy, việc này cứ để tôi có thể tự làm được mà. Sao chàng cứ khách sáo với em vậy? Tôi... Em rất có tình cảm với chàng. Nếu chàng đồng ý ở lại đây làm chồng em, cha em sẽ để lại hết gia sản này cho chàng. Chàng chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ thôi. Chàng là một người khỏe mạnh, thông minh lại tình cảm. Em tin ở chàng. Nhưng tôi đã... Hay chàng chê em? Em không vừa mắt chàng. Ồ, không phải. Tôi không có ý đó. Hời... Tôi cũng không tin anh Tứ lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy chuyện trò vui vẻ với con gái ông Phú. Hơn nữa, tôi còn nghe đồn họ vài tháng nữa sẽ làm đám cưới. Cô tính thế nào đây? Chờ tôi một chút. Tôi cũng không biết nói gì cả. Nhưng tôi tin chồng sẽ không bỏ tôi. Tôi nhờ anh gửi túi bánh này cho anh ấy. Nhìn thấy nó, anh ấy sẽ hiểu. Không biết gì đây nhỉ? Chàng, có ai đó gửi đồ lên cho chàng. Bảo người ở quê gửi lên này. Người ở quê ư? Bánh là bánh. Từ ngày chàng bước xuống ghe, sống bao nhiêu đợt, bánh rầu bấy nhiêu. Mình phải về thôi. Vợ mình đang đợi mình. Anh Tứ, anh đi đâu vậy? Thế là em mất anh thật rồi sao? Mình đâu rồi? Mình, anh xin lỗi. Suýt chút nữa anh đã mắc sai lầm, đã để em phải chịu khổ rồi. Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ chỉ ở đây bù đắp quãng thời gian khó khăn mà em đã trải qua mà thôi.
Em biết mà, em đã tin khi nhìn thấy những chiếc bánh đó, anh sẽ quay trở về bên em mà. Loại bánh đó tượng trưng cho sự thủy chung của người vợ đối với chồng, và người ta gọi đó là bánh phu thê. Ngày nay, loại bánh này thường hay có mặt trong tiệc cưới như một lời nhắn nhủ đến các đôi vợ chồng trẻ phải biết yêu thương và chung thủy với nhau mãi mãi. Gà, chó và lợn. Chào mọi người. May quá, gặp cả ba người ở đây. Anh tìm chúng tôi sao? Có việc gì vậy? Tôi thừa lệnh Ngọc Hoàng triệu các anh tới gặp. Ngài có chuyện quan trọng muốn nói với các anh. Ngọc Hoàng tìm chúng tôi ư? Chúng thần kính chào Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Bẩm, hôm nay Ngọc Hoàng cho gọi chúng thần đến đây, chẳng hay có việc gì ạ? À? Trẫm triệu các ngươi để truyền cho các ngươi xuống hạ giới. Xuống hạ giới? Để làm gì ạ? À? Để làm điều tốt cho con người. Thời hạn là 1 năm. Khi các ngươi xong việc sẽ lên đây báo cáo lại. Lúc đó ta sẽ luận công ban thưởng. Chúng thần biết rồi ạ. Chúng ta đã ở dưới hạ giới rồi này. Bây giờ chúng ta mỗi người đi một hướng, làm việc tốt cho con người. Ngày này năm sau sẽ gặp lại nhau ở đây để cùng lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng. Nhất trí, nhất trí. Thời hạn 1 năm đã hết, các ngươi hãy báo cáo xem đã làm được những việc gì. Bẩm Ngọc Hoàng, thần đã giúp con người báo giờ. Người báo giờ giúp họ ra sao? Bẩm Ngọc Hoàng, hàng ngày khi bình minh lên, thần đều gáy to để cho con người biết rằng đã đến lúc thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Ồ, tốt lắm. Vậy từ nay ta ban cho ngươi chiếc mũ đỏ này. Ngươi hãy đội nó và tiếp tục giúp con người. Đội ơn Ngọc Hoàng. Gà đã làm rất tốt, ngươi thì sao? Thưa Ngọc Hoàng, thần canh giữ nhà cho họ ạ. Tại sao ngươi phải canh giữ nhà cho họ? Bẩm Ngọc Hoàng, 3 ngày con người phải đi làm, và sau 1 ngày lao động, buổi đêm họ ngủ rất say. Bởi vậy, cần phải canh trộm cho họ để đảm bảo an toàn. Thế người không bao giờ ngủ sao? Không phải thưa Ngọc Hoàng, thần ngủ vào buổi trưa khi họ về nhà ăn cơm ạ. Ta hiểu rồi, người cũng làm rất tốt. Ta ban cho người đôi tai thính và chiếc mũi nhanh nhạy để người có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Đội ơn Ngọc Hoàng. Thế còn ngươi? Chó và gà đều đã làm rất tốt, còn ngươi thì sao? Bỗng Ngọc Hoàng, thần... Làm sao mà cứ lắp bắp thế? Thần xin lỗi thưa Ngọc Hoàng, mọi việc tốt thì chó và gà đã làm hết rồi. Thần đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng tìm được việc gì. Nên thần chỉ biết vụt mặt vào ăn, và ăn xong thì nhắm mắt ngủ thôi ạ. À. Ngươi thật là tồi tệ, lười biếng, quá lười biếng đấy. Chỉ biết ăn với ngủ. Đã thế, ta chặt đứt mõm ngươi và cho mắt ngươi bé lại để ngươi hết ăn ngủ luôn. Trời ơi, mũi của tôi. Đáng đời kẻ lười biếng. Chữ ký đặc biệt. Số mình bay thật, ra chợ kiếm ngay được chiếc bình ngọc quý. Phải mang sang nhà lão Bảy, khoe cho lão lát mắt chơi mới được. Ông Bảy ơi. Ông Bảy, ông Dậu cũng ở đây à, tốt quá. Có chuyện gì mà trông ông vui thế? Tôi cũng vừa sang chơi, mà ông có cái bình gì thế? Có chuyên gia đồ cổ ở đây là tốt rồi. Ông xem giúp tôi, xem đây có phải là chiếc bình quý có 102 không? Tôi vừa mua nó mất 10 lạng bạc đấy. 10 lạng? Chà! Chuyện, hàng xịn đấy. Ông chưa bao giờ được thấy đúng không?
Bình cũng đẹp, cũng quý, nhưng xét về độ cổ thì không bằng chiếc bình tôi vừa xem. Cái đó mới thật là tinh xảo. Sao cơ? Người bán hàng nói chiếc bình này là quý nhất. Cả cái xứ này không ai có đâu. Ông vừa xem bình ở đâu? Bán hàng thì người ta ai chẳng quảng cáo thế chứ. Ông mang chiếc bình cổ ra đây cho ông Năm chiêm ngưỡng đi. Đây là... Đây mới quả là bình quý. Bình của ông cũng đẹp, nhưng sánh làm sao được. Chỉ là loại ngọc bình thường thôi, tôi chỉ nhìn qua là biết mà. Ồ, ông quá lời rồi. Bực thật, sao lần nào mình cũng bị cái lão bảy ấy qua mặt. Đồ của hắn cái gì cũng đẹp, cũng hơn mình là sao? Hôm nay hắn đi đâu mà lại khóa cửa thế kia? Hay, đi chợ huyện cả ngày mà chưa mua được thứ gì ưng ý, mệt quá. Trời, ai mà viết bậy lên cửa nhà mình thế này? Hiểu rồi, trong nét chữ này thì... Ai đấy? Chào ông. Chào anh, có việc gì mà muộn thế này rồi còn sang thế? Hôm nay tôi đi vắng cả ngày, không biết ông sang chơi, quả là thất lễ. Cái gì? Sang chơi? Lúc nào cơ? Thì hôm nay chứ lúc nào. Ông thấy tôi đi vắng nên ký tên lại trên cửa để tôi về còn biết đường sang chào còn gì. Ông chu đáo quá. Gì cơ? Ký tên á? Thiệt chữ ông cả làng này ai chả rõ. Giờ tôi mới biết ông có tên cúng cơm hay đến thế. Thôi muộn rồi, để mai tôi sang chơi với ông. Lần sau nếu đi vắng, tôi sẽ báo trước với ông để ông khỏi sang mất công nhé. Định chửi hắn mà cuối cùng lại bị hắn chửi lại vào mặt mình. Nhục ơi là nhục. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.